Thực hư tin đồn Trường Giang bí mật đặt tiệc để chuẩn bị kết hôn. Theo một nguồn tin chưa xác thực cho biết, Trường Giang đã bí mật đi đặt tiệc cưới tại một trung tâm hội nghị sang trọng bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh để chuẩn bị kết hôn cùng bạn gái Nhã Phương. Bán duyên từ sau khi đóng chung bộ phim điện ảnh 49 ngày, chuyện tình cảm giữa Trường Giang Nhã Phương đã gặp không ít sóng gió, từng bị nghi ngờ lấy tình yêu để PR cho phim ảnh. Chưa kể scandal tình tay ba với Quế Vân, nên có thể nói mối tình giữa Trường Giang và Nhã Phương được coi là một trong những mối tình ồn ào nhất showbiz Việt. Sau thời gian ồn ào, cặp đôi dần kín tiếng hơn trong đời sống riêng tư. Cách đây vài ngày, Trường Giang vừa hạnh phúc tổ chức tiệc sinh nhật mừng tuổi 34 cùng Nhã Phương, đồng thời chính thức nhận bàn giao căn biệt thự trị giá 15 tỷ đồng mà anh vừa tậu ở Phú Quốc. Tại buổi tiệc, nam diễn viên hài đã không giấu được sự xúc động, anh cho biết bản thân đã mơ đến một ngôi nhà ấm cúng từ rất lâu. Khi được hỏi Trường Giang có đồng ý cho Nhã Phương làm chủ, đồng sở hữu căn biệt thự này hay không, Mười Khó đã vui vẻ đáp rằng, cuộc đời tôi còn cho, huống gì ngôi nhà. Câu trả lời của Trường Giang khiến nhiều người cho rằng, việc anh mua nhà là để chuẩn bị kết hôn với bạn gái. Tuy nhiên, trả lời tin đồn này trên một trang báo điện tử cách đây ít giờ, một người thân trong gia đình nữ diễn viên tuổi thanh xuân cho biết, tin đồn đó là thông tin không đúng sự thật. Hiện gia đình vẫn chưa nghe thông tin gì về đám cưới của Nhã Phương, và nếu có cưới thì Nhã Phương cũng sẽ tổ chức đơn giản kín đáo, không rình rang hoặc là không tổ chức. Trước giờ Nhã Phương không muốn công khai nhiều về chuyện tình cảm trên mặt báo. Đây không phải là lần đầu tiên Nhã Phương và Trường Giang dính tin đồn chuẩn bị đám cưới. Vào tháng 10/2016, cặp đôi từng nghi tổ chức lễ cưới thế kỷ ở thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, Nhã Phương cũng tiết lộ mong muốn lập gia đình ở tuổi 28, tức năm 2017. Bản thân của tôi nhiều người đã có chồng con đề huề, nên sau mỗi lần đi đám cưới, chứng kiến hạnh phúc của mọi người, tôi luôn ao ước có một gia đình ấm cúng. Mối quan hệ tình cảm của tôi và anh Giang được gia đình hai bên ủng hộ vun vén. Gia đình tôi, đặc biệt là cô em gái Phương Anh, rất có thiện cảm với anh ấy nên luôn thúc giục hai anh chị sớm kết hôn. Về phần mình, diễn viên hài Trường Giang cũng từng chia sẻ trong một bài phỏng vấn rằng đã có những lúc anh nghĩ đến ý định lập gia đình, nhưng nếu chỉ một mình thì không thể quyết định. Harry Won cứ phơi phới gợi cảm xinh đẹp như thế này, trong khi Trấn Thành ngày càng phát tướng xuống sắc. Harry Won cuốn hút mọi ánh nhìn khi diện đầm xòe xẻ ngực sâu vô cùng gợi cảm và quyến rũ. Mới đây, Harry Won xuất hiện với vai trò làm giám khảo trong một chương trình ca nhạc. Nữ ca sĩ đến từ sớm để trang điểm và chỉnh chu trang phục. Bà xã Trấn Thành vô cùng xinh đẹp lộng lẫy khi lựa chọn cho mình chiếc đầm xòe họa tiết đen trắng thanh lịch với điểm nhấn là những đường ren cách điệu cùng phần xẻ ngực sâu hút mắt. Harry Won tươi cười rạng rỡ cuốn hút mọi ánh nhìn. Kể từ khi kết hôn, giọng ca Hương Đêm Bay Xa ngày càng xinh đẹp và gợi cảm. Được biết, cô đã giảm cân để có thân hình thon gọn hơn. Trong khi đó, ông xã Trấn Thành ngày càng phát tướng và xấu xí. Tôi gầy đi bao nhiêu là anh Thành mập lên bấy nhiêu. Tuy nhiên, tôi lại cảm thấy rất vui vì điều này, bởi khi chụp hình chung với nhau, tôi thấy mình đẹp hơn ông xã, Harry chia sẻ. Harry duyên dáng trên sân khấu. Những biểu cảm đáng yêu của bà xã Trấn Thành khi ngồi trên ghế nóng. Bị tố chèn ép Minh Hằng, Hồ Ngọc Hà nhận kết đắng thế này. Hồ Ngọc Hà buộc phải dừng tham gia một game show mà cô đang làm giám khảo vì dính scandal với Minh Hằng. Mới đây, Hồ Ngọc Hà đã dính vào scandal chèn ép trong showbiz Việt sau khi Minh Hằng công khai tố người đẹp này để ép cô rời khỏi chương trình The Face. Vụ việc này không chỉ ảnh hưởng tới danh tiếng của Hồ Ngọc Hà mà còn làm cho hình ảnh của cô gắn với những scandal bằng mặt nhưng không bằng lòng của các ngôi sao Việt với nhau. Scandal này ít nhiều đã gây ảnh hưởng tới hoạt động nghệ thuật của Hồ Ngọc Hà. Mới đây, cô đã phải giải thích một cách bóng gió về việc này trong đêm nhạc tại một phòng trà Hà Nội trước khi ra album mới. Theo đó, Hồ Ngọc Hà viết cho mình, không làm những điều mà người ta nói ngoài kia. Trên Facebook cá nhân, Hồ Ngọc Hà bất ngờ chia sẻ hình ảnh về chương trình Be A Star trên kênh HTV7. Nhưng điều bất ngờ, ở số tuần này, Hồ Ngọc Hà lại không có mặt ở cương vị giám khảo như mọi khi. Thay vào đó là Harry Won đã thay thế vị trí của cô. Nhiều người đã bình luận cho biết họ sẽ không xem chương trình này nữa bởi không có sự góp mặt của người đẹp Hà Hồ. Chưa biết lý do vì sao Hồ Ngọc Hà không tham gia chương trình từ phía bản thân cô hay từ phía nhà sản xuất. Nhưng rõ ràng, scandal giữa cô và Minh Hằng
đã ảnh hưởng tới cuộc sống hoạt động nghệ thuật của Hồ Ngọc Hà khá nhiều. Lan Ngọc mỉa mai Trấn Thành tăng cân sau khi cưới Harry Won. Lan Ngọc mỉa mai Trấn Thành tròn lủng lẳng má sệ. Thêm dầu vào lửa khi chơi MC điển trai còn tròn mũm mĩm khiến ông xã Harry Won tiết lộ anh tăng cân là do bộn bề gia đình. Lan Ngọc mỉa mai việc Trấn Thành tăng cân sau khi cưới Harry Won. Lan Ngọc trêu chọc cân nặng của Trấn Thành. Dưới quê em tại người như vậy người ta gọi là tròn lủng lẳng vì hai cái má sệ dài xuống. ST tiếp lời, anh ấy chỉ tròn mũm mĩm thôi. Lan Ngọc và ST là khách mời trong tập 7 Người Bí Ẩn. Để chào đón cặp đôi trẻ, nghệ sĩ Hồng Đào hóa thành cô ba hoài cổ. Dù khá thân thiết, nhưng người đẹp phim Tấm Cám cho biết cô và cụ thành viên nhóm 365 sẽ đánh lộn để giành đáp án. Vừa gặp Trấn Thành, Lan Ngọc đã mỉa mai MC điển trai tăng cân, lại tròn lủng lẳng vì hai cái má sệ dài xuống. ST tiếp lời, anh ấy chỉ tròn mũm mĩm thôi. Không dừng lại ở đó, Lan Ngọc nén tiếng cười nói thêm, anh ấy đi giày độn mà ngã nghiêng người hay quá. Tiết lộ của nữ diễn viên sinh năm 1991 làm Vân Sơn Hồng Đào cười nghiêng ngã. Bị Lan Ngọc chặt chém, Trấn Thành liền đáp trả. Sau một thời gian bộn bề với gia đình, tôi đã tròn hơn một tí. Nhưng qua những lời mỉa đời của cô diễn viên, tôi đã trở thành một người mập. Không sao, mập hay ốm do người ta nghĩ mà, tôi ổn. Ông xã Harry Won mếu máo nói thêm. Tuy nhiên, khi được hỏi nhóm Người Bí Ẩn, họ cho rằng Trấn Thành ngày càng đẹp trai hơn. Sung sướng MC sinh năm 1987 liền nhấc bổng người đẹp. Không chỉ gây hấn với MC, Lan Ngọc còn chơi Vân Sơn Hồng Đào già. Trấn Thành liền tuyên bố chương trình sẽ không mời Lan Ngọc thêm lần nào. Anh cũng có cơ hội trả đũa đàn em khi nói cô tương tưởng. Dù Lan Ngọc gây thù chuốc oán với Trấn Thành, nhưng anh vẫn hết lời khen ngợi ST về sự dũng cảm khi tham gia một cuộc thi nhảy với tư cách phụ công. Nam ca sĩ còn thể hiện một điệu nhảy trước sự ngưỡng mộ của Vân Sơn. Điều khá bất ngờ ở tập 7, một trong những người bí ẩn lại có ngoại hình và giọng nói khá giống Miu Lê. Bất ngờ Trấn Thành liền gọi cô là chị gái của nữ diễn viên, em là bà nội của anh. Một người chơi khác lại có ngoại hình khá giống Chí Tài, khiến khán giả vô cùng thích thú. Cát Phượng hé lộ món quà đắt giá từ bạn trai kém tuổi. Chia sẻ về tình cảm với người bạn trai kém tuổi, diễn viên hài Cát Phượng bất ngờ chia sẻ căn nhà hiện chị đang ở trị giá 3 tỷ, chính là món quà mà Kiều Minh Tuấn dành tặng cho mình. Vừa qua, xuất hiện bên cạnh bạn trai Kiều Minh Tuấn khi anh ra mắt vai diễn lớn đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất với bộ phim Em Chưa 18. Cát Phượng chăm sóc người yêu khá chu đáo trong sự kiện quan trọng này. Nữ diễn viên hài cũng đã dành thời gian chia sẻ cùng Dân Trí về bạn trai Kiều Minh Tuấn, người đã gắn bó tình cảm với mình trong suốt 7 năm qua, nhưng gần đây thông tin mới được tiết lộ. Thấy bình thường khi Kiều Minh Tuấn hôn bạn diễn. Cảm nhận khi thấy cảnh hôn của anh Kiều Minh Tuấn trên phim với bạn diễn viên trẻ đẹp Khay Thi Nguyễn, tôi thấy bình thường lắm vì nhân vật là nhân vật. Khi thấy các cảnh như vậy, tôi thường xoáy sâu vào nhân vật ấy để có thể quan sát kỹ hơn, góp ý cho Tuấn. Để khán giả đánh giá đúng thực lực của diễn viên thì bắt buộc diễn viên đó phải diễn sao cho thật đạt. Vậy nên, những cảnh thân mật của Tuấn cùng cô gái ấy cũng chỉ là diễn trên phim. Lúc khi nhận vai, Tuấn đã chia sẻ là anh cảm thấy rất căng thẳng, chị đã hỗ trợ anh như thế nào. Khi đọc qua kịch bản, tôi là người thuyết phục Tuấn nhận vai này. Tuấn cảm thấy ngại vì hình thể nhân vật là thầy dạy yoga. Nhưng vai này đã casting qua bao nhiêu người? Nếu đạo diễn họ đã chọn mình thì họ sẽ có cách, hay ekip sẽ dùng kỹ thuật quay né đi, nên không việc gì phải lo cả. Bởi tôi biết cái cách diễn của Tuấn cho vai này sẽ được. Tôi đã góp ý cho anh rằng vai này không có gì phải căng thẳng cả. Nếu để cho tâm lý mình cảm thấy căng thẳng, chẳng khác nào mình đang tự giết mình và giết luôn cả đoàn, bởi vì nhân vật chính là hy vọng của cả đoàn. Nhiều lúc Tuấn cũng mệt mỏi trong quá trình quay, bởi vì quay cả ngày, gần 5 giờ sáng mới về, rồi chiều lại tiếp tục quay tiếp. Lúc ấy tôi bên cạnh an ủi và động viên Tuấn. Chị đã dõi theo con đường diễn xuất của Tuấn được bao lâu và với vai diễn này chị thấy bước tiến của anh ấy trong diễn xuất như thế nào? Từ năm 2009, Tuấn đã đi diễn cùng với tôi. Tôi bắt gặp Tuấn sau một buổi diễn tốt nghiệp ở trường. Tôi nghĩ, ôi cái cậu này sao đâu mà diễn hơi bị hay, cái duyên nó lạ lùng lắm. Tôi phát hiện Tuấn có tài năng nên mở lời để Tuấn đi diễn cùng với tôi. Lúc ấy Tuấn mừng lắm bởi vì anh còn là sinh viên, được đi diễn để học thêm diễn xuất. Kiều Minh Tuấn tiến bộ theo từng ngày với lối diễn riêng của mình. Nếu là tôi, khi diễn phim nhựa sẽ ra kịch.
Nếu đạo diễn giỏi kềm thì sẽ nhẹ hơn. Riêng Kiều Minh Tuấn đóng phim điện ảnh rất nhẹ nhàng, rất điện ảnh và tôi thấy được điều đó. Là người biết anh Tuấn từ ngày đầu khi đến với nghề, chị có nhận xét gì về diễn xuất của anh Kiều Minh Tuấn trong phim? Kiều Minh Tuấn khi diễn, lúc nào cần lố Tuấn sẽ lố, còn nếu cần vừa đủ Tuấn sẽ diễn vừa đủ. Rất biết tiết chế diễn xuất của mình. Nên xem bộ phim này với tư cách là khán giả tôi rất thích, còn nếu như xem với tư cách là một người đồng nghiệp thì tôi lại càng thích hơn nữa. Tôi cảm thấy hài lòng với cách diễn của anh. Khi phim ra rạp, chắc chắn tôi sẽ đi xem lại. Vì lúc ấy tôi muốn xem cảm nhận của khán giả và tôi có một thói quen. Nếu là phim Việt, nếu chiếu thì tôi sẽ đi xem. Tôi xem nhiều với mong muốn nền phim Việt Việt Nam được phát triển hơn, được quan tâm hơn. Bộ phim nào thắng tôi rất vui, bộ phim nào thua lỗ tôi cũng rất là buồn. Bởi đó là công sức của cả ekip và tiền bạc của những nhà làm phim. Sau khi xem phim, chị cảm nhận như thế nào? Đây là một bộ phim xoáy sâu về học đường và về giới trẻ. Cá nhân tôi sau khi xem rất thích, nội dung đầy đủ không hề quá đà. Thứ nhất là về nội dung, bộ phim năng động thu hút giới trẻ. Thứ hai là về giáo dục và tình yêu học đường. Yêu như thế nào là đúng và hợp lý để các em đi theo một con đường tình yêu tốt nhất. Bộ phim Em Chưa 18 có nhiều cái để thu hút khán giả. Bạn trai kém tuổi tặng căn nhà 3 tỷ. Chuyện tình cảm của chị hiện tại với Kiều Minh Tuấn ra sao sau những đổ vỡ hôn nhân trước đó? Thực ra tôi và Tuấn có duyên nên gặp nhau, còn nợ thì không biết như thế nào. Nếu có nợ thì mới đi đường dài vào hết đời. Nếu tính ra đến thời điểm hôm nay, tôi và Tuấn đã quen nhau được 7 năm. Nhưng tại tôi giấu, và Tuấn cũng muốn giấu, khán giả không biết, nhưng anh em đồng nghiệp trong giới đều biết mối quan hệ này. Tuấn từng nói với tôi rằng, khi nào anh có chỗ đứng trong showbiz, anh muốn cùng nắm tay em đi trên thảm đỏ, lúc đó sẽ công khai. Và khi Tuấn được công nhận qua những bộ phim đầu tiên, anh đã chủ động muốn tôi xuất hiện bên anh. Chia sẻ chính thức việc đang quen tôi như để tiếp lửa cho nhau trong cuộc sống. Hôm nay đi quay về tôi rất mệt, tôi không muốn đi, Tuấn nói. Nếu tôi không đi thì Tuấn cũng không đi. Nhưng với vai diễn này anh không thể không xuất hiện nên chúng tôi đi cùng nhau. Anh Hoài Linh cũng đã động viên tôi, em cứ thoải mái đi, đến khi cái nợ hết thì sẽ tự quay lưng với nhau. Chứ bây giờ mình suy nghĩ nhiều cũng không giải quyết được gì, nên bây giờ tôi cảm thấy vui, tới đâu hay tới đó. Lúc này hai người có tính chuyện xa hơn, chuyện đám cưới chắc tôi không nghĩ tới đâu, tôi mà đám cưới chắc tôi đổ. Kiều Minh Tuấn biết điều đó nên cũng không ngỏ lời gì cả, nếu có con thì đẻ thôi. Chị có nghĩ mình sẽ sinh thêm em bé? Tôi cũng đang nghĩ vì bơm của tôi bây giờ nói mẹ đẻ đi. Tôi giả bộ hỏi đẻ với ai con, bơm nói thì với chú Tuấn đó con rất thích, mẹ đẻ cho con em bé đi. Trước giờ Kiều Minh Tuấn thường từ chối chia sẻ khi được hỏi về chuyện tình cảm của hai người. Chị nghĩ vì sao anh không nhắc đến chị trong các bài phỏng vấn muốn công khai? Tôi không biết, có khi do đàn ông nên họ ngại, họ không muốn nói gì nhiều, họ muốn mọi người hãy nhìn cách hành động chứ không muốn nói trên báo. Nhưng riêng với chị cảm nhận thế nào về tình cảm anh Tuấn dành cho mình? Thực ra căn nhà chung cư 3 tỷ mới mua đây là của Kiều Minh Tuấn mua tặng tôi và tôi cảm nhận được tình cảm anh ấy rất chân thật. Bây giờ ai thương mình, ai ghét mình tôi cảm nhận được chứ. Đây là tình cảm thật sự của tôi, có lẽ là ông trời bù đắp lại cho tôi sau những chuyện buồn, tôi nghĩ vậy. Chị vượt qua những thất vọng và đổ vỡ cũ như thế nào? Tôi vượt qua khá nhẹ nhàng, khi ly dị với Thái Hòa tôi buồn và đau lắm, nhìn bơm tôi khóc rất nhiều. Nhưng cũng từ nhìn bơm mà tôi cười lại, tôi cho mình một năm, bước qua ngày thứ nhất của năm thứ hai, tôi hoàn toàn khác. Bởi tôi nghĩ mình buồn được cái gì, ly dị là do mình quyết định, thương là thương con, tôi cần phải đi làm để nuôi con. Năm thứ hai tôi gặp Kiều Minh Tuấn, sau thời gian cùng làm việc với nhau, Tuấn ngỏ lời. Tôi còn nghĩ, tuổi mới lớn nói thương mình vậy thôi, trong Tuấn ngỏ lời vậy thôi, chứ cái đầu rất lớn khó chịu lắm. Dài dặn trong cách suy nghĩ, tôi cũng cảm ơn ông trời cho tôi được gặp Tuấn.